Sai lầm số 1 khiến anh chị già xấu đi nhanh chóng mà nhiều người hay mắc phải hàng ngày. Có rất là nhiều cái yếu tố nó có thể ảnh hưởng đến cái quá trình lão hóa, như là di truyền này, chế độ ăn này, căng thẳng này, vân vân. Nhưng có lẽ nhiều người không biết thủ phạm hàng đầu khiến anh chị già nhanh chính là chất lượng giấc ngủ kém đấy. Khi mà chúng ta ngủ ấy, thì cơ thể tự chữa lành, ngủ từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm thì nó sẽ giúp cải thiện cái tình trạng sức khỏe, tế bào và mô, chức năng nhận thức, khả năng miễn dịch hay là cái mức năng lượng và cái sự trao đổi chất của chúng ta nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong khi đó thì thiếu ngủ ấy thì nó có thể gây ra rất là nhiều các vấn đề về sức khỏe, bao gồm là huyết áp cao này, trầm cảm này, béo phì này, đột quỵ này, tiểu đường này và kể cả là bệnh tim nữa đấy anh chị. Thiếu ngủ nó cũng có thể gây ra nếp nhăn và lão hóa da sớm, suy giảm nhận thức, khả năng miễn dịch suy yếu. Cho nên là anh chị nào mà để ý thì chúng ta chỉ cần mất ngủ 1 đến 2 đêm thôi là nhìn da của chúng ta nó trùng xuống và nó dày lên và sờ vào nó không có cái độ hàn hồi gì cả. Nên là nó sẽ ảnh hưởng đến cái tốc độ lão hóa của cơ thể của chúng ta rất là nhiều. Vì vậy thì anh chị hãy cố gắng ngủ đủ giấc để giúp cơ thể tự chữa lành, tái tạo tế bào và giúp chúng ta duy trì sức khỏe và sự tươi trẻ anh chị nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.